thay đồ không một tiếng hồn đó, người đẹp ra nè. Trời ơi, đi ra trong phòng ở đâu trong đó đi ra quá trời người đẹp lắm vậy. Bắt đầu đi xếp hàng ra hả? Không có đâu. Không. Ô trời, ra ra quá trời người đẹp luôn à. Đó dễ thương vậy á. Ở đâu ra ăn có lẹ. Em cầm cho Lý. Thôi thôi. Dạ. Lý dẹp. Ở con có Nguyên. Chào các bạn. Bữa nay mấy cô nương hội tụ ở đây. Làm gì lao nhai đó vậy, làm gì vậy? Cái phía bên này ánh sáng nó không có đẹp. Ngồi cái ghế đó, ngồi cái phòng này, đó bên này với chị nè, có mình lấy tiếng. Chụp hình là có vô không? Hả? Lấy vô đi lấy. Chụp hình là có mấy tự nhiên vô nó salon rồi chụp. Ui, cái buồn. Con có thường gì mà nó làm hình chị nó nhắn quá, mình ngồi cái bên chỉ mình giống Mỹ Đen quá đi. Chị té này dài nè. Lệ trầu lên xí nè. Trầu lên xí, trầu lên xí nè. Rồi, ok. 1, 2, 3. Hai, qua. Ra cái hồng dí đi. Ui, cái ống sơ khót làm sao kìa. Dụt. Ờ, gắn quá. Dụt làm sao. Nhìn nó bình thường đó. Màu. Mà anh nhìn một hình con đi. Nhìn con đi. Nó làm cạo. Nhìn lé mắt luôn hết cho mấy nhìn mấy lại. Đi, đó, đi đâu thì đi. Một cái chị mình đang thua luôn á. Đi dìm hàng à. Em biết là cái câu chuyện hai người yêu nhau là cái ông em với chị là mê bà này nhất da trắng. Là người da trắng. Không công gặp đồng gì cơ. Dạ hả? Mê da không hả? Chứ không phải hồi xưa em đẹp lắm, em đẹp lắm. Bao nhiêu người mê nó. Ông Lực mà không lo mà giữ là nó mất cái chơi đó. Cái thời Việt Nam á, cái thời Việt Nam mà người ta đen mà má trắng. Không phải trắng không. Hạnh ở đó bao nhiêu là vệ tinh dây quanh. Em nói chuyện với chị là em không biết sao nhưng mà em chưa hề thất bại chuyện gì hết. Chị không cầm dài được không? Chị cầm dài nữa mà không ơn. Chị cầm dài của em á. Chào các bạn, bây giờ cả nhà kéo nhau đi đâu đây chưa biết nữa. Ô chiếc xe nào ở ngoài nó bự nè. Ủa xe 5 chỗ hả? To dữ rồi ta. Có gì đâu mà chọc. Vậy đi đâu đây Billy? Đi công viên. Không khỏi ăn. Ăn gì? Để xe chứ. Mình đi bộ thôi. Không, đi này không có gì để chơi đi bộ đâu. Lên ngay ngồi chơi rồi ăn. Dưới đó chắc cũng chờ, không có xe, có súng gì đâu. Lại xem quá chừng đi ha. À với chùa Việt Nam nó có cái hồ sen phải không? Chùa Việt Nam với ngay Hồng Kông bốt đó có hồ sen. Ra ngoài đó nó có cái bót kìa, nó có cái có đem muối không? Thôi ở rừng núi thì hái trái dưa đập ăn chứ muối gì. Đi coi nhà nhưng mà không mua được nhà, đi vô rừng đi vô công viên ngắm sen ngắm giống như đập cái sáu nằm cái sáu. Có cái sáu dưới này không ha? Có. Có sen không? Có kìa nhưng cái gì để? Mọi người đi trước đi. Sen, súng. Mình lên chút trên kia kìa. Để góc này lát mình đi bộ ra. Để không ai lấy đâu. Không ai dẹp đâu. Chẳng ai dẹp thùng rác giùm luôn. Nó sợ nó chất nổ, đâu có đụng vô. Ngoài kia có sen kìa mà chưa có nở hả? Đây hả? Ừ, ngoài kia nó có cái xe kìa mà mới có hoa. Nhưng mà đây là rồi đây đó hả? Vậy thôi. Mà cây đơn lẹ nó chụp hình cái chỗ nào á, đứng mà mình thấy. Giống như Việt Nam à. Ừ,
nãy nhờ làm cho dân địa phương tới đây thư giãn nghỉ ngơi. Có sen nè, sen cũng có hoa chưa, có nụ quá chừng kia. Mùa này nhìn nó vui đó, mùa đông bữa ra đấy buồn hiu đó. Chết queo. Hôm nay nó xanh lại nè. Đó, lẹ vẫn ở đây mà bữa đó trời lạnh. Trời lạnh nó không có gì hết trơn. Lẹ xong rồi mà bữa. Rồi sao nó không có nhiều sao mình chụp được sao vậy? Mình chụp xa xa, mình lấy cái cánh đồng phía sau lưng thôi. Hôm nay nó chưa nở. Từ từ cái nó lan nó nở đài ra nó lan ra. Vài bữa là nó ngập luôn. Vì Ly nói đầm nó không quen với Vì Ly, Vì Ly không quen với đầm. Ông eo, ông eo. Đẹp rồi đó hả chị em. Rồi và lại vô chính giữa đi. Tính cao yếu miệng hạnh phải nhấu đi không? Lại tao phải nhấu lại. Cao. Em vô chính giữa đi cái màu em đấy. Đó. Vô vô giữa nè, khỏi đó. Đó. Nhấu nhấu lên cho cao đi. Còn đợi em nhấu mà. Cặp 3 rồi, cặp 4 rồi, rồi qua anh chưa đi, yes, cặp 4 rồi, cặp 3 nha. Khổ vậy, nhìn kiểu lam lũ. Rồi, cặp 4 vô rồi, qua anh chưa đi, yes. Yeah. Biết, trời đẹp dễ sợ, đứng làm kiểu khác đi. Trời, cái tường vậy nè, lên đi. Em vậy, vậy rồi. Gác một chống một chân lên cái tường nè. 1, 2, 3, yes! Yeah! Mọi người kiểu nha, mọi người đứng góc đi. Bốn người, bốn góc đi. Đó, lại xem chưa? Đứng kìa nè. Chị thấy em có đẹp không? Rồi, đẹp rồi, rồi, đó, rồi, rồi, được rồi đó. 1, 2, 3. Kiểu cỏ vậy nha. Ready, pose! Rồi, đứng điệu ra đi, từ ra cái rãi gì nó ra. Rồi chụp hai người đi. Hạnh chưa Hạnh? Chụp hai người đi. Rồi rồi chị vô đó. Lấy vô không chị vô, hay lấy vô chứ chị vô. Đi chị chụp, để em chụp cho. Chị đi chụp giùm cho bố mình vô ngồi. Ừ. Ừ, Hạnh đứng đây nè Hạnh. Chụp sáu thấy cái trụ này em thấy không? Thấy cái trụ luôn rồi đó. Mình dễ xoay. Trời ta khách mà không chụp hình là ta vô bố chị vô. Ờ để cái máy ở đây nè. Để máy em xuống đã. Ok. 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình đi đâu nữa? Rồi được rồi, em chụp cái bát lại. Giờ sao? Giờ sao? Trời hả? Alligator, thấy chưa? Hả? Có chụp nó không? Có lấy sen không? Có lấy được sen không? Không. Ờ,
có sen này nó không có gì đó. Sen nó ở xa. Sen nó không có ở gần mà nó ở xa. Ở đây có nắng sáng hơn, hình bên nãy chỗ đó bị tối á. Em dừng mình đi. Đó là đẹp đó, rồi lại. Đó, chút nữa trời chiều em cái 0.5 được chụp nó cao lùng lắm. Đây nè, cái này là tự động nó cao chút nữa chụp lại em vậy nha. Để mưa cái phút lại ngồi xuống sẽ cao. Cao nhưng mà con mắt nó sẽ nhìn xuống. Thôi phải chụp hình nè. Không, thôi chị đừng có banh ra. Không banh nè hả? Nó no, quay chị đừng như vậy đi rồi xong. À, chị thấy được mà không anh chưa chứ. Lấy vô luôn không? Tiết mục chụp hình. Cái này nó thuộc xuống. Em đứng gần thấy em trong mắt. Đó. Ờ, sao chui góc. À, đó. Ủa đứng sao? Đó, đứng này đi đó. Đó, dâm mặt, à, dâm thẳng ảnh nè. Chân dài này em không có sợ. Chị lại đứng thẳng rồi nè, hai người bên kia, hai người bên này chị thẳng. Thẳng rồi nó vững. Ôi, thở chụp hình chính chóng luôn. Được chưa? Thank you. Thank you. Thank you. Không có sợ bị động. Anh nói em chụp người ta đi hả? Để camera xuống rồi cái tay của chị nó bị coi chừng. Anh chưa? Sao chị thấy chị cũng ok. Cũng nóng nhưng mà chịu được. Thì chị ở đây nó nóng thì ở đây nó cũng nóng như Việt Nam. Chị nghĩ là chị bình thường. Tháng 9 mà nóng vậy chị? Là bình thường. Chính là mưa nhiều rồi. Đi lên lầu, đi lên cầu, đi lên cầu thang, đá lò hậu. Ủa đâu có dưa hấu à? Ủa cái bà kia bà lên đây bà cắt dưa bà đẻ đó. Lên cắm trại trên này hả? Đứng trên ngày nhìn xuống mới thấy nó đẹp. Vô chị ơi, vô trong chụp. Chụp cá hay vui thôi chứ. Ngày hôm nay ăn dưa chứ sao vậy? Thôi, ổng đi chụp chim chụp cò đó. Máy bay nó bay quằn quằn hoài lên trời kìa. Tiết mục cắm trại. Dưới sân có gì đi mà đi. Ai? Đặt tên chị nói chuyện với chị. Dưới sân có gì đi mà đi. Ở Michigan chị nói Michigan chưa rồi. Em ở Michigan em qua. Có, em đang tính tay để coi nhìn đẹp không. Đi chứ. Chua chua. Từng đi bằng bơ kìa đó. Đầu la chị. Tám cũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh cho Tám. Chúc các bạn một ngày thật bình an và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Bye.